Sài Gòn ơi, nơi muôn màu Sài Gòn xa hoa, Sài Gòn cam go, Sài Gòn ăn chơi. Sài Gòn ơi, Sài Gòn vui, chen bao tiếng khóc thầm đâu đây nào ai hay. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đánh máy sáng giờ có bộ mệt hay chị Giao? Ai đó? Giao. Ủa, anh Nhu. Dạ, chào cô Mai. Bộ kiếm chị đó hả? Dạ, tôi đưa ông chủ lại hãng, thấy có ổi này ngon quá, tôi mua cho vợ tôi. Ủa, bộ chị Giao ống ngán rồi đó hả? Ổi này cơ. Anh bị kỳ quá à, để mà nhà xe cố đưa em ăn được hả? Thì anh sợ em thèm bất tử. Thôi anh ơi, để đó đi, rồi lo đem xe rước ông chủ về đi. Ừ, Giao à, anh nói thiệt nha, sao anh thương em quá à Giao? Trời đất, vợ chồng ăn ở với nhau đã sắp có con rồi mà anh nói mãi chữ thương. Nếu mình không thương nhau sao em có thai như vậy. Anh bữa nay sao kiểu cỏ nói những lời rất là kiểu cỏ gì đâu. Thì tại anh thấy thương em, làm việc thêm quá nhiều mà không có đến một mái nhà để gia đình mình nương náu. Ba cũng làm chung với mình, ăn ở luôn đây với chủ. Vui loạn ly anh ơi đâu lo nghĩ quá. Anh với chị cứ ở đây có gì trở ngại đâu. Dạ cô Mai tốt quá, cô Mai nói vậy chứ tôi thấy ăn ở luôn đây thiệt ngại quá. Ba tôi hay say sưa rồi ăn nói mít lòng. Chị khéo lo à. Thôi thôi anh đi nghe Giao. Dạ chào cô Mai. Cô Mai, anh Nhu làm kiểu gì bận bịu như sắp đi xa vậy? Tại cái tánh của anh vậy đó cô Mai à. Mai, có ba ở nhà không? Kìa, chị Hương về. Có anh ba về không chị? Dạ chào cô ba. Phần cô Giao cứ lo đánh máy đi, để tôi nói chuyện với em tôi. Ngồi đi chị Hương, chị Giao rót nước giùm em đi. Phải ngồi, khỏi rót nước. Bây giờ em vô em mở tủ sắt của ba đó lấy 100 đem liền đi mau, để cho kịp xài bữa nay. Có việc gì mà gấp thế kia, chị ở đây đợi ba. Bữa nay kẹt quá, chị mới cầm tiền. Nhưng tủ sắt của ba em mở không có ra. Nếu em không mở được thì em đưa cho chị mượn đỡ cái chi phí 100.000 không đề tên của ba viết sẵn để trên bàn kia. Cũng được, ba ký sẵn để đưa cho bác Ninh đó. Nói vậy em không đưa chị mượn hả? Dạ, em không dám. Không dám thôi, chị về. Chị giận sao chị Hương? Ai đó, mời vào. Dạ, dạ chào bà. Dạ, chào cô Mai. Dạ bà là ai, đến có việc chi à? Tôi là người nhà của ông Ninh, đến nhận chi phiếu 100.000 đồng. Có danh thiếp của ông Ninh đây. Dạ, bà cháu có ký sẵn chi phiếu 100.000 để trong phong bì cho bác Ninh đây. Xin bà nhận. Được, tôi nhận chi phiếu được rồi, lấy phong bì chi. Thôi, chào cô. Cô Mai, tôi xem tướng bà này giống như là... Có điện thoại kìa cô Mai. Alo, ai đó? Dạ, dạ phải. Hả? Ông nói ba tôi bị bắt cóc. Alo, ông. Alo, alo. Nói chuyện với ai vậy Mai? Kìa, ba về. Mày làm gì có tao cái gì? Trời ơi, vậy mà họ nói ba bị bắt cóc. Bắt cóc ba? Trời ơi, chú mẹo gạt đời con tao. Dạ của em đi. Ngó chừng tao cho kỹ nha. Ê, trời, ai đó đứng lại. Trời ơi, coi chừng chết tao mẹo ơi. Dạ thưa ông chủ, không có chi. Con chó bẹt rè mà em tưởng đâu là thích khách. Thôi mày gạt đời con cái kiểu đó thì chẳng khác nào mày ám sát tao. Tao đã sợ mà mày làm tao điên đầu. Dạ tại em mới rút vào rầm, còn chó chạy làm em hết hồn.
thiệt ba làm con cũng giật mình, vậy mà xin gả đời nó. Ông chủ biểu chớ tao xin hồi nào, cô giàu nói tôi nghe có lý, chú mà còn gạt đời co chắc có ngày tôi rớt tìm ra. Và tại sợ ý chứ em gan cùng mình. Thôi kể từ nay chú khỏi gạt đời co. Dạ tội nghiệp em mà ông chủ. Cô giao dẫn ba của cô ra nhà sau gạt đời bếp cho tôi. Rồi telephone nữa, kêu hâm bắt cóc nữa hàng chi đây. Alo, ai đó? Nữ thì tiếp, nam thì xin lỗi nha. Alo, ai đó? Có phải ông Bành Kiên đó không? Phải. Ủa mà không phải, tôi là tía của Bành Kiên. Alo, mà ai đó? Em là Lài, Bãi Lài đây. Alo. Ủa em Bãi Lài yêu quý của Kiên đó hả? Kiên ơi. Ôi. Lài nhớ Kiên thấy mồ à, mà không qua thăm. Bộ Kiên không nhớ Lài ha. Vậy qua thăm Lài và đem cho Lài 200 ngàn đánh sập sáng nghe. Alo. Dư sức qua cầu, đi liền lập tức. Alo, đợi nha. Có gì vui mà săn sái quá vậy ông Kiên? Kìa, cậu Bánh Anh. Dạ. Mày quá xin báo tin mừng, cô bả Lại dễ thương hết sức. Làm việc cũng nhà cậu Bánh Anh. Vậy chắc là ông không quên 100 ngàn đồng để cho ông Mai á. Có cho, tôi viết sẵn chi phiếu để trong phong bì, đợi cậu qua đây xin giao cậu. Vậy à? Dạ, cảm ơn không? Tôi cảm ơn cậu mới đúng chứ. Ông Khoan, ông Kiên. Có gì vậy cậu ba? Ông đưa tôi một phong bì không có ruột. Ủa, có lý nào? Thôi đi, anh đừng làm bộ tịch với ba Ninh. Khi anh đã cố tâm xí gạt đổ ngã bể ra anh làm màu kinh ngạc. Tôi đâu dạy thờ ngu xuẩn hơn anh. Cậu ba, xin cậu ba đừng có nghĩ quý cho tôi tù viên rõ ràng chi phiếu 100. Rồi để vào phong bì cẩn thận đề tên. Anh là thằng tỷ phú giàu có hơn người mà búng xỉnh hơn ai. Nợ ngay dối gạt 100 ngàn với kẻ mai dâm, chính anh đã tự mình chuốc họa vào thân. Cậu ba, cậu ba đừng rút súng để tôi biên liền chi phiếu kết cho cậu ba. Đúng 100 ngàn không thiếu một xu. Không, anh phải bồi thường 1 triệu cho tôi. 1 triệu? Cậu ba đừng nói chơi. Đây là số tiền bồi thường thiệt hại 1 triệu đồng hay là tính mạng của bên kia? Dạ, thôi, để tôi biên liền 1 triệu. Đâu? Đúng rồi. Vậy là anh em mình vẫn vui vẻ với nhau. Dạ, vẫn vui vẻ với nhau. Coi như không có cái việc gì xảy ra hết. Dạ, không có việc gì xảy ra. Thôi từ giả tôi về nha. Dạ, thôi từ giả. Bị mất 100 ngàn rồi mất luôn 1 triệu, chắc cũng do một tay thằng Ba Ninh này. Không nhận thua, kêu cò bót. Alo, phải thầy Nam đó không? Dạ tôi là Bành Kiên đi. Dạ mời thầy qua gấp giùm tôi. Dạ về cái vụ tôi bị lường gạt 1 triệu mốt. Dân tại nhà tôi. Cảm ơn. Bà nói gì bị ai lường gạt đó? Ai chốt mất tấm chi phiếu 100 ngàn, bao hại có cớ cho thằng Ba Ninh nó làm tiền ba 1 triệu. Tấm chi phiếu con đưa cho bác Ninh rồi mà, có danh thiếp nè. Ủa sao lạ vậy cả? Ai tới đây? Cô giàu có biết không? Dạ hồi nãy con thấy có hai người đàn bà. Người thứ nhất là cô Ba Thúy Hương, là con ông chủ tới đây. Lát sau rồi con thấy thêm bà kia tới chuyện trò với mày. Tôi nóng nghe quá trời, còn nói màu trò rồi. Xem cái nào đến nhận tiền tôi. Con thấy bà ấy mập bằng ba. Thôi em chưa vô tao thêm nóng hao đập cái mình quá đi. Xin ông bớt lo theo con nhớ ra chẳng phải người ta đâu. Bà ấy dáng mập mạp tròn vo, dường như có giao thiệp cùng ba. Chờ cô xia hãy nói gấp tên họ là chi. Để con nhớ tên bà kia, con biết tên bà Lại. Nếu đúng tên bà Lại thì chết Bành Kiên. Biết bà Lại thì tố cáo dễ, chứ sao chết ta? Để con kêu điện thoại. Tao nói kẹt mà kêu cái gì? Rồi khỏi kêu họ cũng tới. Dạ xin mời thầy Nam vào. Ủa chú Phó? Phải, tôi là Phó Thợ Chụp Hình, mà cũng là người của thầy Nam đến đây vì vụ bị lường gạt.
Dạ không có, tại tôi tính lộn sổ chứ không có chi. Dạ xin cảm phiền. À, nếu không có gì thì tôi đi. Dạ, dạ cô. Có cái gì? Ai hỏi mày? Đi lên lầu với tao. Cô Giao tiếp khách giùm tôi. Dạ. Xin chị thưa lại với ông chủ, tôi đi lo việc khác. Ủa, có ai đi với thầy bố anh là? Dạ phải, đó là anh Nhu. Tôi quên, xin phép chị cho tôi đưa anh đi chơi. Anh Nhu, sao trưa nắng mạnh cho áo mưa kỳ vậy? Dạ đó là... Để em cất áo mưa cho. Không, không. Kìa, đưa mưa đi. Tại sao? Sao vậy nè? Tại sao anh Nhu tôi bị trôi? Thầy bố. Xin lỗi chị, tôi bắt anh Nhu vì một vụ giết người và buôn bán phiện lậu khổng lồ. Trời ơi, anh giết người và buôn lậu, phải vậy không anh Nhu? Phải. Phải. Nghĩa là anh sẽ bị tù đày biệt xứ, rồi em phải sống làm sao với nỗi thẹn niềm đau trong cảnh bơ vơ nơi xứ lạ quê. Với lòng người khi dễ và miệng đời mai mía dở thành nhân. Anh ơi chắc là anh hết thương em nên mới hành động như tên cường đau. Anh muốn giết em bằng sự khổ đau tuổi hồ sẽ truyền miên dài xéo quãng đời. Giao ơi em hãy miệt khinh phỉ nhổ anh đi. Em cứ nguyền rủa anh thật nhiều đi. Hồi trước anh có mang ai tiền ăn, nhưng khi gặp em anh đã cắt tay thề lương thiện làm ăn. Không ngờ anh vẫn vì ham tiền mà trở thành gian á. Phải, anh vì tiền. Anh chỉ cần tiền để có được một mái nhà hầm hiu cho vợ anh nương ngủ. Dù biết rằng miệng đời sẽ miệt khinh sĩ giá, còn tấm thân anh có phải chịu mấy mươi năm biệt xứ lương đài. Và duyên nợ của đôi ta chắc cũng nghĩ thầm lặng ra. Nhưng anh không sợ, không buồn, không nuối tiếc nửa cuộc đời tồi tệ của tên Nhu. Vì anh đang nghĩ đến một tương lai, đó là cây bào thai trong bụng mẹ. Anh sợ nó không nhà và thất y học, rồi sau này nó đi quang hư hồng. Cảm ơn anh đã biết nghĩ tới con anh đang nằm trong bụng mẹ. Nhưng tiếc rằng anh đã uống đúc giọt máu kia bằng ý tưởng bất lương. Giờ ơi em cứ chửi anh đi. Em cứ chửi anh là kẻ bất lương khốn nạn. Nhưng anh xin em hãy ráng mà thương con bằng tình cảm thiết tha lương thiện chân thành. Hãy bôi xóa tên Nhu như vùi chôn mấy ác đi mộng hải hùng. Và khi con nó lớn lên nó có hỏi ba con đâu má, thì em cứ bảo rằng ba con đã chết từ lâu rồi. Ba của con hiền hậu siêng năng, con phải ráng mà nói gương tốt. Em nên nói những gì cao đẹp để cho con mình hữu dụng lúc thành nhân. Nghĩa là tôi phải nói sai sự thật, phải chôn vùi nguồn gốc của con tôi.
hiện tại đã hư hỏng rồi, hãy dung bông tương lai. Chỉ vì vậy mà anh bó tay chịu tội. Lời lẽ anh như là hy sinh cho con kè, nhưng sự thật thì anh hủy hoại tương lai. Anh không thương mẹ con mỗi những ngày mai, biết sống nổi để đợi chờ mai sau, hay sẽ chết vì khổ buồn lận đận khi quãng đời chưa tàn lụng dưới thời gian. Anh ra đi phu quân ấy con sẽ ra sao trong ngày tháng nào nùng buồn. À, như vậy là đủ lắm rồi. Thôi chị cũng đừng buồn nha. Anh Nhung, chúng ta đi. Dương Dương, dạ, anh đi nghe em, vĩnh biệt em. Anh Dương, anh Dương ơi. Chị Dâu, có tôi đến đây thăm chị và trao cho chị hộp thuốc của anh Nhu. Đừng ai nhắc tới tên Nhu, vì tôi không muốn nghe tên ấy nữa. Chị Dâu, xin khuyên chị đừng buồn giận anh Nhu, vì tôi biết anh yêu thương vợ còn hơn cả tấm thân đài đọa một tên tôi. Chú là ai? Tôi là Hai Lộc, rất mến anh Nhu trong tình bạn lâu ngày. Chính hồi trước tôi ở trong băng của anh, chuyên đánh người bằng ông khóa với bù lông. Nhưng sau này tôi làm thợ sửa xe hơi, nghe lời anh làm ăn lương thiện, tôi đến đây là do lời anh dặn. Tìm chị Dâu khi anh dán đi rồi. Đừng, chú đừng nói gì với tôi, vì tôi đã có ý định rồi. Tôi cương quyết bỏ Sài Gòn về Rạch Giá làm ăn và đoạn tuyệt với anh Nhu. Chị Dâu, kìa, có chuyện gì mà con Dâu tôi nó khóc chạy vô buồn, còn chú Lộc lại đến đây? Dạ, anh Nhu bị bắt. Nó làm gì bị bắt? Sực mấy ba. Kìa Dâu, con xách vali đi đâu đó? Anh Nhu giết người buôn lậu và bị bắt ở tù rồi. Trời đất, nên con định cha con mình bỏ Sài Gòn về Rạch Giá làm lấy nghề bán thuốc Sơn Đông để kiếm tiền lo sanh nợ. Trời ơi. Dạ, nếu chị Dâu có đi đâu cũng xin nhận giùm tôi hộp thuốc của anh Nhu gửi. À, hộp thuốc Tây, tao nhớ mặt rồi. Thuốc dưỡng thai phải không? Dạ đúng, thuốc dưỡng thai. Không, cha con tôi chỉ quen xài thuốc Bắc, thuốc Nam, cao đơn, quần tán, không thích hợp với thuốc Tây, chú cất đi. Phải, thuốc Tây uống vào phá bụng lắm, cất đi. Dạ không, tôi biết trong hộp thuốc Tây có rất nhiều thuốc Bắc của anh Nhu. Mua đủ hiệu để dành, vì anh rất quen ý của chị với gia đình. Vậy chị Dâu nên vui lòng tiếp nhận. Có thuốc Bắc thì xài được Dâu ơi, tội nghiệp thằng Nhu nết lòng thương vợ. Con đã nói không xin, ba đừng có lấy đại. Không lẽ cha con mình không lo thuốc được sao? Nhưng tao nghĩ thương cho thằng Nhu lắm nạn. Không phải nạn tai mà anh là thuốc phải. Nhưng chị Dâu ơi, dẫu bệ nào đi nữa, chị cũng thương tình đừng bỏ thuốc của anh Nhu. Kìa cô Dâu, tính đi đâu mà sửa soạn sách đồ? Dạ con tính định giá từ ông chủ về quê. Ủa còn hai tấn lương mới mượn ràng ràng, bộ tính trốn về để giật luôn hay sao? Bộ ba có mượn sao ba? Thì tao với thằng Nhu mượn trước, đang cúng cơm má mày ngoài nhà xe hôm trước đó. Còn mày đâu? Ba đi công việc, con ở nhà coi chừng hộp trốn đó nghe. Chị Dâu, em đã nghe tất cả. Không lẽ vì buồn mà chị tính trốn đi sao? Dạ không, vì tưởng không có thiếu tiền nên tôi tính về quê. Nay biết còn nợ nên cha con tôi sẽ ở lại làm trừ nợ. Phú Mai đừng lo. Không, em muốn hỏi cho biết mà thôi, chứ em không hề sợ mất tiền, mà chỉ buồn vì xa
chị. Cô thương tôi lắm sao cô má? Em thương chị bằng như chị ruột. Ở lại với em nghe chị. Vâng, tôi sẽ ở lại cho đến khi hết nợ. Ba, ba xách cái ly vô nhà bếp cất giùm con đi ba. À, đưa đây ta. Ê, trời, rồi cái ly sức nắp đổ hết đồ rồi. Kìa, có hộp thuốc gì? À, hộp thuốc dưỡng thai. Chắc thằng Lộc nó lén nhét vô vali rồi trốn mất. Để tao mở ra coi cái gì. Ê trời, tiền. Trời ơi, tiền. Trời ơi, tiền mới tin mà nhiều quá rồi. Lại có một phong thơ. Đâu đưa Mai đọc giùm cho. Em Giao, anh trúng số được 100 ngàn. Gửi hết cho em lo sinh nở và tìm một chỗ ở với ba. Có dư tiền làm vốn buôn bán sinh nhai để sau này cho con ăn học. Vĩnh biệt em, Nhu. Ba, ba ơi, con biết sự sao đây ba. Chị Dâu ơi, đây là tấm lòng thương của anh Nhu để lại cho chị Dâu xây dựng mái gia đình. Biểu lộ một tình yêu tha thiết chân thành, chỉ nên đón nhận bằng tình thương sâu đậm để kẻ ở tù với nhẹ nỗi buồn đau. Cử chỉ của anh Nhu làm cho Mai suy nghĩ nhiều hơn về hành động bó tay chịu tội. Có thể đây là hàm quan còn nhiều bí ẩn mà chị Giáo nên tìm hiểu đến tương trong. Không, không có bí ẩn gì. Khi chính miệng anh đã thốt ra lời thú nhận rồi lặng lẽ ra đi. Với ngấn lệ buồn chỉ khóc cánh chia ly. Lời lẽ anh nhưng rồi vẫn lạnh lùng chia tay. Chỉ ngấn ngơ gào khóc kêu trời, còn mong gì gặp gỡ không hẹn ngày nào hối ngộ. Hết tham chi tiền bạc của hai tay, chỉ oán hờn cho đau xót sự hy sinh. Anh hy sinh danh dự mình để làm điều thế gian kính rẻ. Em vẫn tin là anh Nhu bị hàm quan với tất cả. Không, tôi nhất định không nhận tiền này. Vì tôi cho là tiền bất chánh. Ba, ba hãy đem hộp tiền này qua nhà chú Lộc gửi trả lại đi ba. À, quanh tài bất cứu mà, để ba đi. Mau đi ba. Dạ, cậu ba và thầy Phong mới tới. Có cả cô Hường vợ tao. Dạ, bà Lai vợ cậu ba cũng sắp đến nữa nha mày. Mày sửa soạn 4 chỗ ngồi, mau đi mày. Dạ có sẵn, mời hai thầy ngồi trước. Tao hỏi mày mấy tháng nay, tao cho mày về ở nhà này mở garage sửa xe. Nè, có ai để ý đến sự ra vào của tụi tao không? Dạ, garage đắt khách, người ta ra vô như nồm nớp à, có thấy ai để ý đâu. Tốt, mày ra làm bộ sửa xe tao. Đón hai bà, nè, có thấy gì khả nghi bóp kèn xe 3 tiếng. Dạ 3 tiếng. Nhớ, tin, 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 nghe chưa? Dạ quá rành. Ê mày, mày biết bà Lai vợ tao không mày? Bà nào mà mày thấy mập như voi đó, tóc bới kiểu lèo, mình mặc mini zip đó, chân mang guốc Sài Gòn, đó là bả nha mày. Kìa, vợ tôi tới. Sherry. À, con voi tôi cũng tới rồi nữa kìa. Gia
mặc mini zip coi bộ nắng ăn chân cẳng đen thùi hả cưng ơi. Xí, người ta có màn dơ cào chớ bộ để nắng ăn sao mà thằng cho nên lo sợ ba già. Thôi mệt lắm quạt chút coi thì nên chó. Dạ dạ em quạt liền hoài cứ thở đi hoài. Việc hai ông bà làm hết giúp coi á. Tới chỗ này đâu phải chỗ lấy thôi mà hai người đi âu yếm công khai. Thì nói đi coi bàn bán chuyện gì. Cứ mùi hoài ai nói cho vô. Thì đằng đó cứ nói đi, đằng này ta ngồi ta nghe. Tôi xin nói, lâu nay tôi là thuyền trưởng cánh buồm đen. Ê, công chuyện làm ăn của tụi mình làm gì có cánh buồm đen trong ta. Anh Ninh này ngu quá à. Cánh buồm đen là tiếng lóng để chỉ công cụ buôn bán phiện lậu của mình nữa mà không biết à. Nói nhỏ nhỏ nói lớn ở tù à. Còn nhỏ này thì đừng ai sợ ở tù. Cha chỉ làm như chị là trời á. Không trời gì mà đã giải thoát nổi chồng tôi nè. Và cả bọn mình trong tai biến khủng khiếp vừa qua. Khi cơ mưu bại lộ bị phát giác chiếc xe hơi, mình chở áo phiền dưới lường rồi bị chân đường bao vây. Trời ơi cái chuyện chị nói nghe qua phát sợ, đâu khuất kỹ lại đuôi đầu. Vì lẽ vì ông nội này lại sát nhân. Lúc đó thằng tài xế bỏ xe chạy trốn chui để thoát nạn. Nè, nó lại đến nhà tôi sợ bị chết chùm nên dụ nó ra đường giết luôn. Thấy không, cái chuyện lớn lao như vậy mà tất cả vẫn an toàn. Chỉ Tôn có 100.000 là cái việc gì nó cũng xong. Chị làm sao giỏi vậy chị? Thì tôi bảo bà Lai, con voi của anh đó. Sao? Qua nhà ba tôi đưa biên nhận giả lấy của ba tôi chi phí 100.000. Ờ thì vợ tôi lấy giùm chị. Rồi sao? Thì nhờ đó mà mày mới kiếm cớ lãnh luôn 1.000.000 của bành kiên đó. Nhưng còn 100.000 nè, chị Hường làm cách nào trong sự phong và cả bọn này thoát tội đó? Mướn Nhu nhận tội và nó đi ở tù thế. Ở tù thế hả? Ôi trời ơi hay quá. Vậy mà vợ chồng anh Phong và vợ tôi giấu tôi luôn cái chuyện này 7-8 tháng nay vậy hả? Thành tung bí mật mà anh nói lớn quá sổ khám sao? Ê. Dạ em thằng Lộc. Mày không ở ngoài xe mà đi đâu rình mò tiếng kêu quá vậy mày? Dạ em trở vô đây để lấy thêm cái mỏ lết đặng đem ra đường sửa xe cho bốn ông bà kịp lúc quay về. Xe nào hư đâu biểu làm bộ đứng gác cho tao. Nhưng mà ai chơi ác ồn len xì xẹp hết bung banh nên em phải vô nhà lấy thêm mỏ lết tháo liền đem. Thôi đi đi mày thằng quỷ nè. Xin cảnh giác mấy người, coi chừng thằng Lộc đó nghe. Sức mấy, người tin cậy của tôi mà. Thôi cái chuyện gì nói đại đi. Nãy như sao quần què không bàn gì hết chứ tranh hội. Tôi nói vắn tắt là sao cái vụ bị đổ bể, muốn thằng Nhu ở tù. Tụi này hết vốn và mất tinh thần, xin nhường cho vợ chồng ba Ninh làm thuyền trưởng cánh buồm đen. Đâu có được, khi ăn xôi thì mấy người ăn trót lọt. Chừng chịu đánh thì bắt tụi này phải chịu hay sao? Không chịu thì thôi, tụi này về lo tiền chở chuyến hàng từ Lào về sắp tới. Tụi này nói chơi mà chị. Thôi, nói chơi hay thiệt gì thì tụi tôi cũng đuổi. Hết hai ông bà, xong chia một cắt, không thi một đồng. Đừng hòng tới lui, những ai nhát gan ở không muốn ăn. Nếu anh với chị ở đời đoán hậu, bắt buộc chúng tôi phải kêu lính vô. Dám chết thì làm. Thôi chào mấy người nghe. Chịu thua sao anh nín? Thôi nhịn đi cưng ơi. Bây giờ mình làm sao mình chạy tiền sang cái chuyến hàng này trước tụi nó là hay vậy hả? Vậy thì qua bành kiên. Đúng rồi. Đâu phấn son ở đâu? Ngồi đây sắn tuồng lại cho em, rồi em qua bành kiên kiếp vài chục triệu về chơi. Dư sức qua cầu. Rồi ngồi bên bắp dế anh nè. Rồi nè, để anh vẽ mô cho nhau. Sao muốn mua trái tim, trái ớt hay trái sầu riêng? Quy ai là trời đất ba Ninh vẽ môi bả lại chết bụng rụng tay chân chân mặt xỉu rồi lại ơi. Ý, trời ơi cha bình kiên qua kìa. Đừng em cứ tự nhiên đi để anh rút lui cho. Lại ơi, sao lại nở phụ tình kiên bộ hết chỗ sao mà lại nở ngồi trên bắp dê để nó xâm tuồng vẽ mồi trái ớt trái bi.
mới cà. Thiệt là anh kiên nói quan cho em đi kiếm anh. Bước vô mới gặp anh làm mặt quào, thiệt khổ cho em thôi em rút lui. Khoan, Kiên nói chơi vậy chứ cưng lại hết sức. Nếu cưng lại thì Kiên làm ơn cho lại mượn đỡ 20 triệu đi. Trời đất, bộ muốn cho anh em hả? Trời ơi, anh Kiên cứ nói xấu lại, lại chết cho coi à. Thôi đừng có chết. Vậy trai biểu anh Kiên đặt điều nói xấu để vùi chôn danh dự của em là tôi thương anh bỏ nước bỏ con nằm đau khổ đêm ngày. Tôi nó rủ đánh bài tứ sắc thì tôi đòi sắp xám giải quay. Vậy mà anh cứ hồ nghi nói bậy nói bạ còn gì danh em. Thương nhau vì nợ vì duyên bạc tiền đồ bỏ lòng em đâu mà. Không màng thì ký liền cho 20 triệu. Kiên thương cho bao nhiêu thì lại giữ dùm bao nhiêu, chứ lại ăn chay trường đâu có xài gì bao nhiêu. Mà 20 triệu nhiều quá lè. Kiên không tin thì thôi là đi về. Khoan. Đâu Dính đâu? Cái gì Dính? Chú mày là ai mà sáng sảy vô đây hô Dính chứ? Dạ là em là thợ chụp hình. Ai cho phép chú vào đây chụp? Dạ em chụp để làm phóng sự. Vợ chồng người ta âu yếm với nhau phóng sự cái gì? Dạ phóng chứ. Bị kia vụ âu yếm nó mới phóng đó chứ. Báo nào phóng sự kỳ cục vậy? Dạ không có báo. Không có báo mà phóng sự cái gì? Dạ là phóng tiền. Tiền ai để bậy đâu mà chú phóng? Dạ không có để bậy, người ta đem tận chỗ đưa tận tay em đó chứ. Chắc là họ khùng rồi. Trời, Dính nữa rồi. Ủa chú chụp nữa hả? Dạ chụp nữa chứ sao. Chú ra đi nha, chú cắt là tôi kêu lính bắt bây giờ. Không có đâu, mấy em êm lắm, chụp nghe rẹt rẹt chứ đâu nghe cắt. Mà tôi cấm rẹt. Rồi, Dính nữa rồi, đủ ba bôi. Nè cậu ba, vô đây nè. Đây nè cậu ba. Đâu, đưa coi. Dạ máy tốt, chụp lấy liền. Coi đó, âu yếm ghê không? À, vậy là quả tan rồi, chết mày rồi Kiên ơi. Làm sao giờ lại? Được, muốn khỏi chết phải không? Khỏi ở tù, khỏi lên mặt báo. Đưa cho tôi cái chi phiếu 20 triệu, mau. Dạ đây nè ông ba. Thôi, vợ chồng tôi lên đường, chúc anh Kiên mạnh giỏi. Trời, chết tôi rồi. Cho xin kiểu chết, rồi Dính nữa. Chú Lộc ơi, có nhà không? Thằng Lộc nó sửa xe ngoài lộ, có mình tôi có nhà hả? Kìa, chị Dâu, chị mới lên đó chị. Được dây thép của chú là tôi lên liền đó. Mèn ơi, đường rạch giá xấu quá, phần tôi gần ngày ngồi xe mệt muốn chết vậy đó. Cô Dâu, cô nhớ tôi không? Bành Kiên nè. Ủa, ông chủ? Mèn ơi, sao có bèo nhèo dữ vậy? Ông mới vừa bị trúng vô độc ở chỗ này đó chị. Chị có thuốc gì không cho ông uống làm phước? Có thuốc cao đơn quần tán không hè? Được, tôi thích thứ đó lắm. Nè, uống đi ông chủ. Cảm ơn cô Dâu lắm. Ý mà khoan, Dâu đưa lộn thuốc rồi. Ủa cái gì mà lộn nha cô Dâu? Đó là thuốc dưỡng thai. Trời đất. Bé ăn chung đã chở ông chủ vô nhà bảo sanh từ vũ rồi. Bao này mới đúng đó. Cô ai có lộn nữa không? Không, bao đó đúng rồi. Cảm ơn cô. Mà khoan. Uống thuốc rồi mà khoan vụ gì nữa. Uống hết rồi hả? Chết rồi. Trời đất, có sao không? Không ấy thằng Lộc chở tôi đi rửa ruột. Uống phân nửa là đủ tơi bời rồi. Thuốc gì mà nguy quá vậy cô Dâu? Thuốc sổ. Trời ơi, vậy là mệt thiệt rồi. Vậy là ông chủ nên về gấp đi. Thôi Kiên về tắm nha cô Dâu. Chú Lộc, chú kêu tôi lên có chuyện gì? Để xin phép chị cho tôi dùng số tiền 100.000 của anh Nhu mà chị đã gửi cho tôi để dùng vào việc minh oan cho ảnh. Đã vậy rồi còn minh oan gì nữa? Nhưng sự thật khác hơn, thằng Lộc này cam đoan với chị, dầu anh Nhu cứ khăng khăng nhận tội, nhưng chắc chắn anh sẽ được minh oan và trở về với chị. Về với tôi? Không, không bao giờ anh Nhu có thể về với tôi. Khi tôi cương quyết trung xa thành thì anh Nhu không thể về với tôi. Khi
khi anh đã tự ý bỏ rơi tôi và dừng dừng vui xóa mọi câu thề. Khi anh ra đi thì tôi chẳng mong chi ngày anh trở về, hai du theo trên tay hai đứa đã nói nhiều đến tình nghĩa ban sơ. Anh với tôi từng sống kiếp nổi trôi không định hướng giữa bụi đời nhớ bờn, được gặp nhau giữa lửa cuồng loạn thiếu quỷ phố nghèo mà hai tôi nương náu. Cô qua tay biên đô, cô sống cảnh không nhà, anh với chị mà gặp nhau thì càng phải thương nhau thân thiết, chứ sao chị lại tin xa anh luôn. Vì chú ơi, sau khi cái sáng nghiệp nhỏ nhoi biến thành tro bụi thì tôi mới thấm thía sự tan hoang của những công lao xe cát giả tràng, mà công lao ấy được dựng lên bằng hành động điếm đàn trên đổ nát không còn gì nữa. Chúng tôi bắt đầu tạo lại tương lai, cắt mau tay xóa bỏ ngày qua, cố xây dựng cuộc đời tươi đẹp. Nhưng anh vẫn vùi chôn ước thề thì mong gì tiếp tục qua. Chị giao hết sức đúng, nhưng chị nghĩ lại rằng chỉ có bổn phận dùng mỗi cách để lôi kêu anh Nhu nếu ảnh có đi lạc hướng. Phải, tôi biết, tôi cũng biết trách nhiệm mình như vậy đối với người chồng trong cảnh lao lung. Nhưng còn con, phải nghĩ tới con, phải tìm mọi cách lo cho ngày sanh nở. Nên tôi về quê có bà con gần gũi, dầu bề nào xoay trở cũng dễ hơn. Sống lại nghề bán thuốc sơn đâm cũng trống khách, cũng làm trò biểu diễn. Về mà vui mà lãng quên kỷ niệm của Sài Gòn gió bụi lang thang. Tôi cố quên dĩ vãng chị dâu ơi. Tôi biết chị cố vùi chung dĩ dàng và không bằng tâm đến câu chuyện tình. Chị muốn dứt khoát tâm tư với những cảnh bất bình, vô vật chất kim tiền lôi cuốn và xóa nhòa hầu hết thương tâm. Sài Gòn nay đầy sóng cuộn bão dân, bị chìm ngập trong dòng thác bạc. Chỉ khiếp sợ nên đi tìm lối thoát khi Sài Gòn đã cướp mất anh. Muốn bình yên nuôi dưỡng bào thai, chỉ không sợ núi dưa lao khổ. Tình cảm mấy thiệt là cao cả thì chỉ ấy đã về đâu mà chờ mà đương. Tôi chắc chắn sẽ về, mà thôi chỉ hay vào trong rửa mặt cho khỏe đi rồi sẽ tính. Lộc kìa anh Nhu, Lộc anh Nhu, Lộc Lộc ơi, tao vừa trốn họ tới đây để thăm mày mảnh giỏi.
và hỏi coi vợ tao đã về quê hay còn ở lại Sài Gòn. Nó sanh nở hay chưa nghi và cuộc sống có vuông tròn. Nằm trong khám tôi đếm ngày đến tháng mà nhớ nhàn và thương vợ lo con. Lộc ơi chừng nó sanh mày nhớ lui tới dùng tao, dầu xa mấy mày cũng đừng bỏ nó. Vì đời của tao vô thân tư cố nên chỉ còn cậy trong sự giúp đỡ nơi này. Tôi đã giúp anh, đang giúp anh và sẽ mãi mãi giúp anh cho tới ngày anh sum hiệp. Vậy mày cho tao biết vợ tao nó có nhận được 100.000 đồng của tao gửi cho nó không? Có không? Có nhận được không hả Lộc? Có hả? Có nhận thiệt hả Lộc? Nếu vợ của tao nó có nhận 100.000 đồng của tao gửi cho nó thì tao rất vui mừng, dù phải lãnh án 10 năm. Nó nhận tiền là nó vẫn còn thương tao, nó vẫn chờ đợi đến ngày tao trở lại. Xin cầu trời cho vợ tao khỏe mạnh, có dư tiền mà lo nghĩ lắng nuôi con, để ngày sau nó không thất học và đi quan cùng như tao vùi dập nửa đời. Còn phần nợ duyên của tao có ra sao thì tao cũng phải vẫn ngậm cười, không than gian và cũng không oán hận hay tội nghi buồn vì số phận long đong. Tôi rửa mặt rồi, thôi bây giờ để tôi sửa soạn qua ông chủ thăm cô Mai rồi về luôn Rạch Giá. Dạ, chị cứ trở vào trong sửa soạn đi rồi về. À dạ, em vào. Hả? Chứ gọi tôi hả chú Lộc? Dạ không, anh xin lỗi nè, anh gọi chị đó. Ủa sao anh biết tên tôi mà gọi, sao lạ vậy chú hả? Dạ không phải gọi chị mà anh gọi tôi để mượn con dao đem ra đường sửa xe chi đó. Tôi chưa trả lời thì chị say qua hồi nên ảnh hoảng hồn sợ chị không cho. Có gì đâu mà sợ, để tôi vô kiếm con dao cho mượn nè. Dao biết không dao, tôi nhớ thương em nhưng tôi chẳng dám nhìn vì sợ em phi đau khổ khi phải nghẹn ngào tiếp tục chia ly. Chị ra kia. Con dao nè anh. Thôi mà, cho mượn làm gì, anh cải sửa bị bà hư hết bây giờ. Chú sao làm hiểm à, tôi cho mượn nè. Anh cứ lấy làm gì thì làm đi. Con dao nè anh xích lô. Dao. Kìa. Em dao. Ai? Nhu. Nhu. Không phải anh Nhu. Anh đi. Anh Nhu. Em Giao. Em Giao. Thôi gặp nhau đây coi như là ảo mộng, thề xin anh đừng gọi đến tên tôi. Một thiếu phụ đơn côi đã cạn lệ chia liền, còn đâu vào đây là để thăm thằng Lộc, nhưng anh có ngờ đâu lại gặp vợ. Thôi xin chúc em ở
đừng chúc, đừng nói, đừng nâng, đừng khiêu gợi những gì tôi cô thương. Chị dâu khi cách mặt thì cố tình xa lánh, nhưng đã gặp nhau thì tại sao chị nỡ bỏ chạy đi để cho anh nhu thêm nỗi xót xa quằn quại khóc chia ly. Anh lén trở về đây rồi mãi mãi không mà về. Nếu vụ án không minh quan được thì đến trọn đời chị sẽ mất anh. Chị hãy nghe tôi mà nói một vài câu để an ủi người thù thương vợ. Hãy báo tin về đứa con trong bụng mẹ mà anh nhu luôn cầu nguyện nó ra đời. Con tôi biết phải nói làm sao về đứa con vô phúc ấy. Khi nghĩ lúc chào đời nó không có người cha. Đó là nỗi xót xa không phải riêng gì chỉ mà kẻ làm cha càng đau khổ. Vì tôi biết chắc anh nhu đã quá yêu con thương vợ nên lặng thầm chịu nhục hy sinh. Một ngày kia tan bóng mây đen chị sẽ thấy bình minh lúa vàng. Đôi với tôi anh nhu là bạn nhưng thâm tình hơn cốt nhục để huynh. Tám tháng nay tôi tìm hiểu mọi căn nguyên đã đưa đến cảnh đời ngang trái. Tôi theo dõi và đã tìm ra tia sáng lên đang nhờ luật sư lo vụ án quan này. Em Giao, anh... Ủa kìa, thầy phó trở lại bắt anh. Thôi anh đi, vĩnh biệt em, anh đi nha. Anh Nhu ơi. Chị Giao, ủa, có việc gì vậy Lộc? Ôi da, thưa tôi đau, tôi đau bụng, tôi đau quá, đau quá. Bụng có da đau bụng hả Lộc? Ôi da. Thầy Phong ơi, chắc cô Giao đau bụng đẻ đó. Nè, em Hường, ở đó đợi anh nha, để anh đưa cô Giao nhà thương Từ Vũ đó nha. Thiệt, cái thằng cha Phong làm phước bác dơ, đi kiếm ông già, ông lo sắc xả vô chở thằng bà đẻ nè. Mẹ xin lỗi, chào cô Hường. Ủa, anh thợ chụp hình? Đúng, tôi tên phó thợ chụp hình lúc trước, bây giờ tôi là nhân viên công lực, xin trao cô cái giấy mời. Mời tôi? Dân, mời cô đúng 3 giờ đến bót để có trình. Giấy mời cô hãy nhớ cầm theo, nếu cô chậm trễ sợ e khó lòng. Nhưng thầy biết việc gì cấp bách, chỗ thâm tình thầy nói nhỏ tôi nghe. Vụ này liên hệ tới thầy Nhu, tôi chỉ biết vậy xin cô đúng giờ. Chào cô. Hương, việc gì mà có giấy bót đòi? Liên hệ vụ thằng Nhu. Vụ thằng Nhu? Chắc bọn bãi lại tố cáo. Nguy rồi. Dầu nguy cũng phải tới bót xem sao. Không được, em tới sẽ bị nhốt điều tra. Em khai bậy là hư chuyện hết. Không đi là có tịch. Phải đi. Hương, em cãi, anh buộc lòng. Anh giết tôi chăng? Anh cứ giết tôi đi. Phong, mày bắn tao, bây giờ tao mới biết mày là tên sát nhân tàn ác, dám nổ súng bắn tao, một người vợ, một người ơn đã từng bao phen chạy ngược xuôi lo gỡ tội cho mày. Để mày sống rộng thêm cơ đồ buôn lậu, kiếm thêm tiền đi dung dãi ăn chơi. Mày có nhớ ai đang ở tù thế mày không? Và ai đã chạy mướn thằng Nhu làm việc đó? Mày mau quên đây là vì quá sợ mà đáng tay bắn vợ của mày. Tại anh quá sợ nên đã lỡ tay, xin em tha thứ.
chút lương tâm tình cảm làm chồng. Mày muốn giết tao để phi tan để bưng bít cho mày được yên lòng khỏi sở quả lấy. Nhưng không, tao còn nói đây là còn vạch mặt chỉ tên cho thiên hạ biết mày gian ác. Nếu tao có chết trên nền nhà thằng Long cũng có kẻ tố cáo mày là kẻ sát nhân. Rồi những gì xảy ra sẽ đến với tên Phong, dầu mày lén trốn trong hang cùng ngõ hẻm. Bắn nữa đi cho vợ mày im tiếng, rồi hãy bỏ trốn sao cho khỏi lưới tội tù. Thầy Phong ơi, bây giờ chị Dâu sanh khó lắm, thầy làm ơn chở chị vô đồng đất giùm tôi đi. Rồi, đi theo ta mau. Phong, rồi đây mày sẽ chết Phong ơi. Sài Gòn rạch giá bao xa, sống ở quê nhà vừa muối vui hơn. Không cần vừa muối chi cho nó rườm rà. Sao không cần mày? Một con gà luộc nè, hay là một con cá lóc nướng chui là tình bè bạn mình đủ lai rai tới sáng rồi. Nó thiệt mày à, mày đem chừng một chai ra đây rồi mà đem con cá lóc nướng chui đi, tao thề với mày là tao cho mí gà công niềm luôn. Thằng nói tao muốn chụp hình mày quá, chè dưa muối rườm rà mà mày đòi gà luộc cá nướng chui. Đời mà dĩ thực dĩ tiên mà mày. Không lẽ tao từ Sài Gòn là đổ đường xuống đây không? Rồi ăn dưa muối không rồi mất cái lẽ xả vào trên con đường xa xôi dịu vợ. Ê kìa, thầy Phong đưa con gái tao đi nhà thương về. Nè, đưa giùm tao cái máy chụp hình coi. Đây nè, tao chụp con cha mà đi với con gái mẹn bôi coi. Rầu dính rồi, chạy đường trời con không khói không cò. Ai chụp hình vậy ba? Thằng Phó, bạn ba ở Sài Gòn mới xuống ghé thăm ba đó con. Sao chú chụp hình mà không xin phép gì hết vậy? Chụp hình đâu có giấy phép, cơ quan nào cấp giấy phép chụp hình đâu, thầy ba chỉ giùm em coi. Nhưng tôi cấm chú chụp tôi. Dạ em đâu có chụp thầy ba, mà em chụp hình của thầy ba đó chứ. Rầu dính nữa rồi. Sao tôi cấm mà chú chụp? Muốn tôi kêu lính bắt chú không? Dạ cái đó khỏi kêu, một lát nữa họ cũng tới đây liền. Thôi phận sự tôi xong xuôi, xin chào đồng bào bác tánh địa phương. Ê để tao đưa mày ra lộ phó. Chú này làm gì quái lạ, có vẻ khả nghi. Em biết chứ, hồi ở Sài Gòn chú có tánh nói đùa vui vẻ chứ không có gì. Cô Giao, từ ngày cô bị hư thai nhà thương Từ Vũ, tôi đưa cô về rạch giá này tới nay, tôi thấy lòng cảm ơn cô, muốn xin cưới cô làm vợ. Cưới tôi? Anh cưới tôi để làm gì? Một con đàn bà già nua bình hoàng, nhân sắc phai tàn, gia tài không có và tiền bạc cũng không. Tôi lại còn một dĩ vãng phong thơ, anh cao sang quá, tôi chỉ là cát bụi dưới chân, đâu đáng được anh thương. Nhưng tôi đã yêu vì đồng chung cảnh ngộ, tôi cô đơn thì Giao cũng lạnh lùng, cũng tâm sự náo nùng. Xa Sài Gòn là Giao đã quyết tâm dứt đoạn mọi tình duyên. Không lẽ Giao mãi mãi chờ chồng chẳng hy vọng tao phùng. Tôi với Nhu đã dứt tình chồng vợ, đâu có đợi chờ duyên xưa. Kìa, ai đó? Ai đội nón lá sùm sụp mà đứng nấp lo đó? Chú là ai? Dạ, kính thưa ông bà, xin ông bà tha lỗi. Tôi vừa lấy cá ngoài tàu á, bơi xuồng nhỏ về ngang đây tính kiếm nhà chú Mẹo đặng mua vài lít rượu nếp thang. Ba tôi đi vắng lát nữa mới về, chú cứ ở chờ. Dạ, cảm ơn ông bà. Thôi, anh về chợ, lát nữa anh trở vô chơi. Thưa bà, con của bà đâu? Ủa, sao khi không chú hỏi con tôi, sao chú tò mò vô lễ quá vậy? Dạ thưa bà, tôi tò mò vô lễ vì tôi đoán chừng là bà đã sanh con. Mà sao tôi đến đây tự nhiên
nãy giờ chỉ thấy ông bà thở than mà không nghe tiếng khóc của con bà. Đó là chuyện riêng tư, sao chú lại tò mò hỏi thăm? Tại tôi thấy bà có chồng giàu, chắc là bà phải có con. Chú xa lạ mà sao có cử chỉ quá sổ sàng vô lễ với tôi? Dạ xin lỗi bà. Tại tôi đâm chìm trong dĩ vãng nên tôi muốn tò mò về dĩ vãng của bà. Thôi, tôi mời chú đi khỏi nhà tôi. Bà đuổi tôi đi. Phải, tôi đuổi ông. Vì ở đây không có dĩ vãng, không còn dĩ vãng và không muốn nghe dĩ vãng. Bà không muốn nghe dĩ vãng, không muốn tìm dĩ vãng. Phải mà, dĩ vãng là ác mộng, nó chứa đựng toàn là những xấu xa, bị ổi tội lỗi bất lương. Người ta luôn luôn nhìn dĩ vãng bằng những định kiến gớm ghê kia, chớ có mấy khi người ta chịu dối tay mời dĩ vãng trở về đây bằng những tình cảm thiết tha lưu luyến thuở ban đầu. Đi tìm xem dĩ vãng đáng thương hay đáng giận đáng thù, kẻ làm xấu chẳng khác gì dĩ vãng, dầu có tốt cách nào thì đời cứ vẫn miệt khinh. Tôi khuyên bà nên suy nghĩ nhiều hơn, đi nhìn nét đẹp trong dung nhan cây sâu. Có nghị lực chịu nhiều nghị đau khổ, sao bà lấy đuổi xua khi dĩ vãng quay về? Không, tôi không hiểu. Không hiểu gì hết những lời lẽ chú muốn nói với tôi. Tôi đã trốn bỏ Sài Gòn về xứ dĩ vãng tôi, nếu có thì nó ở Sài Gòn. Dĩ vãng của bà ở Sài Gòn. Giang tôi toàn là tiếp nối những thế luôn tàn tệ, mà lòng tôi rất sợ rất ghê khi hồi tưởng chuyện năm nào. Tôi muốn sống hiền lương dầu mãi mãi đối nghèo, nhưng lại thất vọng khi chồng tôi gây tội ác chỉ vì tiền mà để chiếu đại lương. Rồi từ đó đến nay tôi cô độc bơ vơ, thương chồng lắm nhưng mà thù cũng lắm, nên tôi quyết chôn vùi dĩ vãng cho tâm hồn được thơ thới yên vui. Bà nói thế thì ra bà đã có một đời chồng, mà sao tôi xem bà dường như sao không có được một đứa con. Con tôi? Không, tôi không có con. Ông đi đi, đừng có hỏi nữa. Chị Giao! Kìa cô Mai, sao cô tới được đây? Em đi máy bay xuống Rạch Giá 2-3 bữa trước, em đi với người chị bà con, nhờ ráng hỏi thăm nên em cháu có khỏe không? Từ khi cháu bé vào đời, lúc chị ở trên em không hay gì hết, chừng biết chị sanh rồi thì chị vội về quê. Nay em đến thăm và cho chị món này đây, tuy nhỏ mọn nhưng đầy lòng thương chị, vậy chị cất đi để dành nuôi cháu bé, đừng nghĩ gì chuyện ân nghĩa về sau. Chị nhận đi cho em vui,
Xin cảm ơn lòng tốt của cô ma, nhưng tôi không nhận gì. Kìa, chú này làm gì lẻn vô nhà tôi rồi chạy ra? Bọn trộm phải không? Ông trộm bình sữa của chị kìa. Không không, dạ không. Thưa bà, tôi không phải là tên ăn trộm, mà bà ơi, bà muốn mắng tôi là kẻ trộm thì tôi cũng xin cam tâm, giống như sự cam tâm của chồng bà hồi trước. Nếu chồng bà không một lời biện bạch thì thằng này cũng ngậm miệng mà thôi. Còn bình sữa này tôi lấy ra đây cũng là để hỏi thăm về con trẻ của bà. Khắp ngoài trong và trên chiếc vòng treo lơ lửng giữa căn nhà, chỉ có nơi góc bàn thờ bình sữa nhỏ mà tôi không mấy hề thấy dạng trẻ thơ đâu. Ông này nói láo, để em đi kêu lính bắt ổng. Bà, con bà đâu? Con bà đâu? Có phải chăng nó đã chết rồi hả? Vâng, con tôi chết ở nhà thương sau cái ngày tôi gặp ba của nó. Trời ơi! Ủa cái gì đây? Sao ông này xỉu? Nè Giao, dạ. Có mới đưa ba tờ báo nói thằng Nhu được đăng an voi, chắc nay mai sẽ hết ở tù. Nhờ Tôn có được vợ chồng ba nên do cô Hường khai ra. Báo còn nói rằng chính cô Hường xác nhận thằng Nhu chẳng tội gì, chỉ ở tù mương lấy tiền 100 để nuôi vợ nuôi con. Phải thi không hay người ta bịa đặt chưa, lẽ nào anh Nhu ở tù mương hay sao? Biết đâu chừng vì thương vợ thương con anh dám làm mà không quản tới thanh danh. Chú nói tôi nghe được nó vô cùng thương vợ. Nếu đúng thật như tin thì con thêm phố lý khi anh về hộp mặt. Nè, báo còn nói thủ phạm là Phong đang bị theo dõi. Thầy Phong! Chính tôi đã theo dõi, chụp hình và cho lính bắt hắn rồi. Vâng, và cũng chính tên Nhu này đây đã ở tù mướn cho tên Phong sát nhân buôn lậu đó. Ủa, ông này là thằng Nhu thiệt, là thằng rể của tôi. Dạ, Nhu, đây. Nhu à, anh Nhu. Em Giao. Ờ, vui quá ha. Bây giờ đây nè, đó, đứng gần lại cho chụp cái hình đoàn tụ coi. Đứng gần lại đó, cười lên. Đó, chụp em. Đó, đứng xích vô đây, xích vô đây. Cười lên, mai xích vô đây. Chụp cái cho rực rỡ, quẹt cà rào, táo kem đó.